Rồi hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương ạ. Thì kênh mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ giá rẻ, địa chỉ là hẻm 179 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, và số điện thoại liên hệ bên mình là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Rồi video ngày hôm nay là ngày 5 tháng 8 ha, thì bên em cũng mới về một số cái mẫu máy tầm trung nha anh chị, dưới 5 triệu. Dưới 5 triệu và thấp nhất là 900 ngàn ha. Đó, có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị tham khảo ha. Rồi thì đầu tiên em nhắc lại cái hình thức bán hàng cho anh chị khách mới nha, mình hiểu nha anh chị. Thì đối với khách mới mua hàng bên em lần đầu á, là mình có cọc trước ha, cọc cho em từ 50 ngàn bằng cách là chuyển khoản hoặc là thẻ cao Viettel nha anh chị. Đó, cái số tiền cọc này em sẽ trừ trực tiếp cho hóa đơn tiền hàng luôn ha. Và khi mà shipper giao hàng cho mình ấy, thì mình phải kiểm tra hàng nha anh chị, nhớ là phải kiểm tra hàng, test máy đúng như yêu cầu, như những gì mà bên shop quảng cáo thì mình nhận hàng ha. Còn nếu mà cảm thấy mà hàng không ok ấy, thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị ơi. Đó, thì anh chị cứ test thoải mái ha. Rồi thì con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là em sẽ giới thiệu từ thấp lên cao nha anh chị, từ thấp lên cao cho anh chị dễ tham khảo ha. Rồi con đầu tiên là một con dòng máy Realme C1 này. Đây, con Realme C1 này hôm nay em sẽ thanh lý cho anh chị với giá là 900 ngàn nha anh chị. Con này thì ngoại hình của nó cũng còn keng á, mặt sau của nó hơi dơ xíu, nhưng mà mình lau thì nó sẽ sạch thôi nha anh chị. Đó, không vấn đề gì hết ha. Cái này là bụi nè. Đó, còn rất là mới luôn nha anh chị ơi. Con này thì màn hình của nó tầm khoảng 6.2 inch nè, 6.2 inch, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Pin bọng thì tương đối ok nha anh chị. Con này pin của nó là 4000mAh. Đó, còn một con duy nhất thôi nha anh chị, Realme C1 em để lại giá cho anh chị đầu like 900 ngàn thôi ha. 900 em tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực này. Máy xài được 2 SIM nha anh chị. Xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G ạ. Giá chỉ có 900 ngàn thôi. Realme C1 này. Rồi tiếp tục nữa là một con dòng máy Vivo Y91C này. Đây là Vivo Y91C, em có hai con luôn nha anh chị, đều là màu đen tím ha, phút dưới màu tím ở trên màu đen nha anh chị. Đó, con này tầm khoảng 92% này. Hai con ngoại hình của nó ngang nhau luôn nha anh chị, giống nhau hết luôn ha. Em sẽ thử giới thiệu một con thôi nha. Con này thì màn hình của nó là màn hình LCD 6.2 inch nè, bản 32GB nha anh chị. Vivo 1820 hay còn gọi là Vivo Y91C ạ. Con này pin của nó là 4000mAh. Đó, xài 2 SIM luôn nha anh chị, thích hợp cho anh chị mua về xài làm máy phụ, lướt web gì đó cũng khá là ok ha. Giá chỉ có 1 triệu này. Đó, Vivo Y91C thì bên em bán giá cho anh chị 1 triệu này. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là hai con dòng máy Samsung A10 ạ. Dòng Samsung A10 này mình mua về xài cũng rất là êm luôn nha anh chị. Cái giá tiền của nó thì chỉ có 1 triệu đồng thôi ha. Giá chỉ có 1 triệu thôi mà mình mua về xài ngay gọi Zalo, lướt TikTok khá là ok ha. Bản 32GB nha anh chị, bản 32GB. Rồi con này em sẽ cài đặt lại tiếng Việt ha. Rồi mình vào ngôn ngữ nè. Rồi ok nha anh chị, con này thì bản RAM 2 bộ nhớ là 32GB. Cũng xài được 2 SIM nha anh chị ơi, xài được 2 SIM và pin của nó là 3400mAh ạ. Galaxy A10 nha anh chị. Đó, em có hai màu á. Đỏ và màu đen nha anh chị, đỏ và đen. Máy full chức năng hết nha anh chị. Hàng công ty chính hãng đàng hoàng luôn ha. Giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn nè. Samsung A10 nha anh chị, giá 1 triệu chẵn. Em cũng tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Đó, chu sạc micro nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Oppo A3s đi ha. Oppo A3s hôm nay em về cũng rất là nhiều hàng luôn nha anh chị. Mấy cái dòng máy này bên nhà em bán rất là chạy hàng luôn nè. Đó, Oppo A3s em có tới 4 màu nha anh chị. 4 màu nè. 4 màu ha, hồng, đen, đỏ và xanh dương nha anh chị. Hồng, đen, đỏ và xanh dương. Thì mấy con này ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% ạ. 95% nha anh chị. Màn hình là màn hình tai thỏ ha, 6.2 inch nè. RAM 2 bộ nhớ 16GB tất cả nha anh chị. Đó, bốn con này là RAM 2 bộ nhớ 16GB. Pin của nó là 4000mAh ha.
Em đỡ là giá cho anh chị là 1 triệu mỗi con nha anh chị. Giá 1 triệu có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Oppo A3s bản RAM 2 bộ nhớ 16GB thì giá 1 triệu ha. Hồng này, đen này, đỏ này và xanh dương là giá 1 triệu nha anh chị. Rồi còn một con duy nhất màu đen này ha. Con màu đen này là Oppo A3s luôn nhưng mà con này thì bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB, màu đen. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32GB này. Con này full chức năng hết nha anh chị, máy không lỗi làm gì hết ha. Pin của nó cũng là 4.000 luôn, xài được hai sim nha anh chị. Rồi đối với con mà bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB thì em để lại giá là 1 triệu mốt này. Còn một con bản RAM 3 bộ nhớ 32GB thôi ạ. À, giá chỉ có 1 triệu mốt thôi, có đầy đủ phụ kiện luôn. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Samsung. Đây ha, Samsung J7 Prime, em còn một con màu vàng gold nè. Samsung J7 Prime màu vàng gold nha anh chị. Con này thì màn hình của nó 5.5 inch ha. 5.5 inch. Màn sáng nha anh chị. Galaxy J7 Prime. RAM 3 bộ nhớ là 32GB ạ. Con này pin của nó là 3.300 mAh ha. Giá bán là 1 triệu chẵn ạ. Màu vàng gold nha anh chị. Con này thì ngoại hình của nó còn đẹp. Không trầy xước gì hết ha. Giá 1 triệu. Rồi tiếp theo là một con dòng Samsung M20 này. Samsung M20 thì em có bản màu đen nha anh chị. Con này màn hình 6.2 inch ạ. RAM 3 bộ nhớ 32GB và con này nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Có sạc nhanh và pin của nó rất là trâu luôn ha. Pin tới 5.000 mAh nha anh chị. Em đỡ lại giá 1 triệu 3 thôi ha. Samsung M20 nha anh chị, giá 1 triệu 3, vân tay đầy đủ hết. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp theo là dòng máy Samsung A02 ạ. Đây là Samsung A02. Cái hàng này đợt hôm nay em về rất là nhiều luôn nha anh chị. Màu xanh dương và màu đen này. Đó, mấy cái dòng này em bán cũng rất là chạy luôn nha anh chị. Hầu như là máy hoàn chỉnh nha anh chị ơi, không có lỗi lầm gì hết ha. RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Đó, và pin của nó rất là trâu luôn nha anh chị. 5.000 mAh ha. Đó, 5.000 mAh, màn hình lớn, pin trâu khỏe. Mua về xài mọi ứng dụng đều ok hết ha, xài được hai sim nha anh chị, giá là 1.4 triệu mỗi con ha, giá 1.4 triệu, có tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. À, giá 1.4 triệu thì máy nào bao gồm cái gì thì em cũng nói cụ thể cho anh chị luôn ha, chứ có máy thì mình có đầy đủ phụ kiện, có máy thì mình không có, cho nên là em phải nói báo rõ cho anh chị hiểu. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Samsung A11 nè. Samsung A11 thì em có bản màu đen nha anh chị, màu đen. Con này thì ngoại hình của nó cũng gần như là hoàn hảo nha anh chị, tầm khoảng 64, màn hình của nó khoảng 6,4 inch nha anh chị. Đó, Galaxy A11, ngoại hình tầm khoảng trên 95% ha. Con này nó có hỗ trợ sạc nhanh nè, RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Giá bán 1 triệu rưỡi nha anh chị, giá 1 triệu rưỡi, có sạc ốp lưng và dán cương lực ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Oppo A5s ạ. Oppo A5s em có hai màu này. Một là màu xanh xanh dương, hai là màu đen nha anh chị. Đó, Oppo A5s, RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Dòng pin của nó là 4.230 mAh ạ. Đó, mấy cái dòng này cũng xài rất là bền nha anh chị. Oppo A5s ha. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Xài được hai sim nha anh chị ơi, hai sim, pin bọng ok hết ha. Em đỡ lại giá là 1.4 triệu mỗi con này, màu xanh dương và màu đen, giá 1.4 triệu. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung J7 Pro này. Samsung J7 Pro thì em có bản màu vàng gold nha anh chị. Ngoại hình của nó vỏ sau có hơi nhăm ha. Đó, anh chị thấy rõ không ạ? Vỏ sau hơi nhăm theo thời gian nha anh chị. Còn mặt kính trước của nó thì tương đối đẹp ạ. Rồi con này thì chắc có lẽ là nó hết pin nha anh chị, cho nên em sẽ giới thiệu sơ qua thôi ha. Nói chung thì máy em xài ok hết, không có lỗi lầm gì hết nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ là 32GB này, pin của nó là 3.600 mAh nha anh chị, xài được hai sim, em đỡ là giá 1 triệu chẵn ha. Galaxy J7 Pro nha anh chị, giá 1 triệu chẵn, có sạc ốp lưng và dán cương lực. Nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu mua con này thì cứ vào Zalo ha, em sẽ gửi cái đoạn video test máy trực tiếp cho anh chị xem ha. Con này nó hiện tại hết pin cho nên là em không thể giới thiệu rõ cho anh chị nè. Đây ha, hết pin 0%, chuẩn bị nó tắt nguồn á ha.
đó, giá 1 triệu Samsung J7 Pro. Rồi tiếp theo là một con dòng máy dòng Mi đi nha anh chị. Đây là Mi Mi 8 Lite này, Mi 8 Lite ha, màu đen. Con này thì hình thức của nó tầm khoảng 90-92% nha anh chị. Đó, cũng tương đối ok thôi. Màn hình của nó là màn hình LCD 6.3 inch này. Mi 8 Lite, mấy cái dòng này mua về xài chơi game rất là mượt ạ. Tên thiết bị là Mi 8 Lite, RAM 4, bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Con này nó sở hữu chip Snapdragon là 660 ha. 660 màu đen nha anh chị, giá bán 1 triệu 6 nè. Con này em cũng hỗ trợ tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực ha. Đó, Mi 8 Lite nha anh chị, Mi 8 Lite. Xài được hai sim ha. Giá chỉ có 1 triệu 6 thôi nè. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một con dòng máy Elri nha anh chị. Đây là Elri Vin ha. Elri Vin, con này thì kiểu dáng của nó rất là độc đáo luôn nha anh chị, màu đen ha. Về hình thức thì con này tầm khoảng 92% nha anh chị, cầm cái máy rất là nặng luôn này. Đó. Elri Vin nha anh chị, em sẽ vào bên trong giới thiệu ha. Màn hình của nó là màn hình cong nha anh chị. Cong hai bên này ha, cong hai bên. Màn hình rất là lớn nha anh chị, 6.9 inch luôn nè. Đây ha, giới thiệu về điện thoại Elri Vin nha anh chị. Con này phiên bản Android là 11 chấm này, 11 chấm ha. Màn hình của nó là màn hình BOLED nha anh chị. Thiết kế của nó rất là độc đáo luôn. Màn hình xoay nha anh chị, mình xoay theo cái chiều kim đồng hồ này ha. Đó, xoay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ có hai màn hình luôn nha anh chị. Một là màn hình lớn ở trên ha, là màn hình của nó là tới 6.9 inch nha anh chị, còn màn hình nhỏ ở dưới là 3.9 inch ha. Đó, mình trải nghiệm nha anh chị, rất là độc đáo luôn. Con này là hàng xách tay nha anh chị, hàng xách tay chính hãng bên Hàn Quốc ha. Đó, con này kiểu dáng của nó rất là độc đáo, anh chị cứ mua về xài trải nghiệm nha anh chị ơi, mọi chức năng gì ok hết ha. Con này thì dòng pin của nó là 4000 mAh nha anh chị, 4000 mAh nè. Rồi em sẽ mở YouTube cho anh chị xem này ha. Đó, mình xài được hai màn hình nha anh chị, màn hình trên và màn hình dưới ha. Đó, nó hỗ trợ lẫn nhau luôn nha anh chị, mình cầm về rất là chắc chắn luôn ha. Và con này nó sở hữu chip Snapdragon là 765 nha anh chị, 765 5G này. Đó, hai màn hình này anh chị thấy rõ không ạ? Đó, anh chị mua về xài trải nghiệm, mình không muốn mở xoay lên thì mình sẽ cho nó trở lại cái vị trí màn hình ban đầu nha anh chị. Đó, xài rất là ok luôn nè. Con này là bản sách tay Hàn Quốc nha anh chị ơi, chứ Việt Nam mình thì nó không có ra mấy cái dòng này đâu nha anh chị. Đó, con này em đổi lại giá cho anh chị là 4 triệu rưỡi nha anh chị, 4 triệu rưỡi mua về xài trải nghiệm ha. Và con này cái camera của nó là camera thụt thò nha anh chị, cam trước này. Đó, cam trước của nó là cam thụt thò lên ha, máy rất là đặc biệt luôn. Đó, con này em đổi lại giá cho anh chị 4 triệu rưỡi nè. Có tặng cho anh chị một cái bộ sạc thôi ha. Con này thì em không có ốp lưng và cũng không có cái miếng dán cương lực luôn nha anh chị, chỉ tặng cho anh sạc bộ sạc thôi ha. Giá thì chỉ có 4 triệu rưỡi thôi, anh chị mua về xài trải nghiệm rất là ok này. Đó, con này thì nhằm mục đích giải trí là nhiều hơn nha anh chị, giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung ạ. Đây là Samsung A02s nha anh chị, Samsung A02s bản màu đen này. Con này tầm khoảng 95% ha. Màn hình LCD 6.5 inch nè. Galaxy A02s, bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 GB ha. Pin con này tới 5000 mAh, em đỡ lại giá cho anh chị là 1 triệu 7 đi ha. Đó, Galaxy A02s nè, giá chỉ có 1 triệu 7 thôi nha anh chị. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ ha. Đó, mấy cái dòng này xài pin của nó cực kỳ trâu nha anh chị. Màn hình lớn, pin trâu khỏe. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nè. Cam bọng đẹp luôn nha anh chị. Đó, ok ha. Giá 1 triệu 7 thôi, có sạc ốp lưng và dán cương lực. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Samsung A30s. Đây là Samsung A30s này, bản màu xanh xanh tím nha anh chị, xanh tím. Con này ngoại hình của nó cũng còn đẹp keng ha. Màn hình Super AMOLED nha anh chị. Con này thì vân tay của nó hiển thị dưới màn hình ha. Đó, full chức năng này. Galaxy A30s ạ. Phiên bản Android là 9 chấm nha anh chị ơi, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Đó, màn hình Super AMOLED 6.4 inch này, giá 1 triệu 8 thôi nha anh chị.
Con nem đó là giá 1,8 triệu này, có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Galaxy A30s giá 1,8 triệu. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Samsung A21s nè. Đây là Samsung A21s bản màu màu xanh đen nha anh chị, xanh đen. Con này ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 93 94 ạ. Màn hình lớn 6.5 inch nha anh chị, con này là màn hình đốt ruồi ha. Đó, màn hình đốt ruồi rất là đẹp luôn. Phiên bản Android là 12 chấm này. Con này bản RAM 6 nha anh chị. RAM 6, bộ nhớ 64 GB ha. Pin của nó là 5000 mAh ạ. Đó. Vân tay đầy đủ hết nha anh chị. Con này thì có hỗ trợ sạc nhanh ha, em đỡ là giá 2 triệu mốt này. Cho bản RAM 6, bộ nhớ 64 GB thì giá 2 triệu mốt. Đó. Galaxy A21s ạ. Giá 2 triệu mốt, bản RAM 6, 64 GB. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Samsung A12. Samsung A12 thì em có bản màu đen nha anh chị, máy đẹp keng luôn, tầm khoảng trên 95% ạ. 97 98 luôn nha anh chị ơi. Đó, máy rất là đẹp luôn. Màn hình LCD 6.5 inch này. Galaxy A12. Con này phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị, 10 chấm. RAM 4, bộ nhớ 128 GB này. Đây ha, RAM 4, bộ nhớ 128 GB và pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Em đỡ là giá là 2 triệu 2 ha. Vân tay ok hết, 4 camera nha anh chị, có hỗ trợ sạc nhanh này. Máy rất là đẹp luôn ha, giá 2 triệu 2. Có đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung A20s ạ. Đây là Samsung A20s bản màu màu đen nha anh chị. Con này thì màn hình của nó cũng lớn ha, 6.5 inch, Galaxy A20s. Con này thì RAM 3, bộ nhớ là 32 GB ạ. Pin thì 4000 mAh, giá bán là 1 triệu rưỡi này. Đó, màn hình rất là to luôn nha anh chị. Samsung A20s giá 1 triệu triệu rưỡi ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Oppo A5 đời 2020. Đây là Oppo A5 đời 2020 bản màu màu đen nha anh chị, màu đen. Con này thì RAM 4, bộ nhớ là 128 GB nha anh chị. Ngoại hình của nó tầm khoảng 95% này, đó. 95% nha anh chị, mình leo thì nó sẽ sạch này. Đó. Ngoại hình còn rất là đẹp ha. RAM 4, bộ nhớ là 128 GB. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị, 665. Em đỡ là giá cho anh chị là 1 triệu 9 nè. Đó, giá 1 triệu 9 nha anh chị, có hỗ trợ sạc nhanh nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Oppo. Đây là Oppo Reno 4 ha. Oppo Reno 4, em còn bản màu xanh tím nè. Chính giữa là màu tím, hai bên là màu xanh nha anh chị. Đó, em gọi là màu xanh tím ha. Con này hình thức tầm khoảng cũng 96 đến 7% nha anh chị, máy keng luôn. Màn hình Super AMOLED nha anh chị, 6.4 inch nè. Đó. Oppo Reno 4 bản RAM 8, bộ nhớ 128 GB ha. Và con này nó sở hữu chip Snapdragon là 720G nha anh chị, 720G. Em đỡ là giá là 3 triệu 2 đi ha. Oppo Reno 4 em đỡ là giá 3 triệu 2 thôi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực luôn nè. Oppo Reno 4, máy full chức năng ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Vivo Y30 nè. Đây là Vivo Y30 bản màu xanh xanh dương nha anh chị, xanh dương. Con này cũng còn tầm khoảng 95% ha. Con này màn hình của nó 6.5 inch nha anh chị. Vivo 1938 hay còn gọi là Vivo Y30 ạ. RAM 4, bộ nhớ 128 GB nè. Con này em đỡ là giá 2 triệu 2 nha anh chị. Vivo Y30 giá 2 triệu 2 ha. Đó, cam bọng gì ok hết nha anh chị. Mấy cái dòng này cam của nó rất là đẹp luôn nè. Đó, cam trước cam sau ok. Giá bán là 2 triệu 2, Vivo Y30. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Huawei. Đây là Huawei Nova 3i ạ. Huawei Nova 3i thì em có bản màu màu xanh tím nha anh chị, khúc dưới màu tím, trên màu xanh ha. Xanh tím, con này tầm khoảng 92% nè. Màn hình LCD 6.3 inch nha anh chị.
Huawei Nova 3i, RAM 4, bộ nhớ là 128GB nè. Con này nó chạy chiếc Kirin là 710 nha anh chị. Em đỡ lại giá là 1 triệu rưỡi thôi ha. Huawei Nova 3i giá 1 triệu rưỡi, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Realme. Đây là Realme 5i nha anh chị, Realme 5i, em còn một con duy nhất màu xanh rêu thôi ha. Con này thì bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nè. Đây, mấy cái dòng này xài cũng rất là bền luôn nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin của nó là 5000mAh nè. Nó sở hữu chip Snapdragon 665 nha anh chị. Mấy cái dòng này mua về xài chơi game thoải mái ha. Giá 1 triệu 6 thôi nè. Đó, còn một con duy nhất thôi nha anh chị, giá chỉ có 1 triệu 6 thôi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi Note 7. Redmi Note 7 thì em có bản màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này thì hàng thức tầm khoảng 92% ha. Cái viền của nó có hơi nhăm nhẹ xíu nha anh chị. Đây, viền hơi nhăm nhẹ xíu. Còn mọi chức năng đều ok hết. Mặt trước còn đẹp nha anh chị. Con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Redmi Note 7 nè. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Nó chạy chip Snapdragon 660 ha. Pin của nó là 4000mAh. Em đỡ lại giá cho anh chị là 1 triệu 6 nè. Redmi Note 7 nha anh chị, giá 1 triệu 6. Đầy đủ phụ kiện ha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi Note 11. Đây là Redmi Note 11 4G nha anh chị, bản màu đen nè. Con này màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha anh chị, 6.4 inch ạ. 6.4 inch nha. RAM 4 cộng 2, bộ nhớ của nó là 128GB nè. Đó, RAM 4 cộng 2, bộ nhớ 128GB. Và con này pin của nó 5000mAh nha anh chị, vân tay ở bên hông ha. Đó, con này nó chạy chip Snapdragon 680 ạ. Giá bán là 2 triệu 7 nha anh chị ơi, giá 2 triệu 7. Có sạc ốp lưng và dán cương lực. Rồi thì Ngọc Sương sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào cảm thấy được ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Và số điện thoại là 0879182796, hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Bye bye.